Nam Mô Di Đà Phật. Thì xin có đôi lời sám hối cùng tất cả chư Phật tử đồng đạo phái Bửu Sơn Kỳ Hương cùng Phật giáo. Vừa rồi cũng như có phần để giới thiệu nhưng thầy đã quên lẫn qua, không có phát âm ra câu niệm Phật giới đầu tiên mới đúng là ngự Phật tử. Xin lỗi tất cả quý vị. Và cùng muốn tâm sự cùng với tất cả các vị anh em cốt nhục của mình, một tông phái, một con người, một nguồn gốc của Phật pháp thôi. Tại mình chia ra, mình chia sẻ, mình mổ xẻ, chứ mình không có san sẻ. Thành ra câu cái giai đoạn cuối cùng này thầy muốn tặng cho quý vị chủ đề là chỉ sống một ngày. Nhưng ở đây nó có 3 phần. Phần 1, phần 2, phần 3. Không biết phần 3 nó kết thúc sẽ ra sao, thì thầy không hứa được tất cả các vị. Ngay bây giờ chúng ta tiếp tục vô đề là mình sẽ sống trong một ngày đó như thế nào. Thấy quá ngắn ngủi. Nhưng mà nếu mình người tu, xin kính thưa quý vị, mình biết được đó, không có gì ngắn ngủi. Mà một ngày đó nó sẽ dài dặn không biết là bao nhiêu hết. Một ngày đó chúng ta đã biết tu, biết tịnh, biết thiền quán, biết duy trì niệm Phật, giác ngộ thầm. Trong một ngày ấy đó, mình không để chi phối ra màn lưới, màn cảnh nào nó chụp mũ, nó chụp phá mình hết, mà mình sẽ dẹt hết ra. Để mình biết được trong một ngày này ta ra được ánh sáng và ta tìm lối thoát được rồi đó. Nếu tìm được thì ta sẽ đi. Chỉ có trong một ngày mà nó sẽ chỉ ta, ta thấy được cảnh giới ở Tây Phương Cực Lạc. Vì ta bị cái màn lưới vô minh này nó sẽ che phủ, chứ không phải ai không có. Anh em vẫn có, cô bác, bà con, chú, thím, dì và nhân loại Phật tử đều phải có hết, ai cũng có phép. Xin kính thưa quý vị, phép là gì vậy? Phép là pháp. Pháp là gì? Pháp là tiếng nói của mình, thông trong tự tại, tiếng nói tốt, tự nhiên tiếng nói, và nhận với nhau tiếng nói hài hòa, hiệp ý với nhau. Một tiếng nói làm cho một người phải muốn tự tử chết, họ sẽ sống vậy. Muốn ngã nghiêng ngã ngửa, họ sẽ đứng dậy họ đi, do tiếng nói của mình. Đức Phật dạy không có xa lạ, tất cả con người mình đã lãnh hội, lãnh tụ, lãnh hết, có hết trong người. Tại trong cái giấc ngủ mình á, buổi trước á, thầy có cho là tỉnh giấc mộng đời. Bữa nay kết thúc là chỉ sống một ngày thôi. Rồi một ngày đời đó họ sẽ như sao? Sáng sớm trong một ngày ấy cuốn lôi họ ra, họ tính toán mâu thuẫn, ganh ghét, hận thù, sân si, ái ố, ích kỷ. Họ lôi cuốn theo những cái sự mà không lành để họ phạm vào lực trời ở bên trong của họ, mà chính ngôi trời bên trong của họ đã sắp xử lý và báo ứng cho họ đó. Đừng đổ thừa, đừng bán cái cho mọi người. Nói tiếng phàm đó là bán cái đó, có nghĩa là đổ thừa giao cho họ đó, chứ mình không có đó. Mình phải nhận, mình phải phủ nhận, đảm nhận, xác nhận, thấy rồi mình sẽ là nhận lãnh cái đó của mình. Thì nếu mình nhận của mình thì tự quyết định mình sử dụng cái của mình nó như thế nào. Còn mình không nhận của mình thì mình đâu có biết cái gì. Đó, 9 món đồ đó nó mất này. Cái nón của mình mua ở nước ngoài, ở nước trong gì đó. Nhưng mà nó mất lâu quá rồi, mình đi đó, mình để đằng sau đó, nó bay hoặc là trên xe. Theo cái lề đường đó, trong khoảng 2 năm hoặc 1 năm,
vô tình mình có cái dịp mình đi bộ và đi xe Honda, xe máy gì đó, đi ngang đó mình thấy. Hay hoặc là mình đi mình đá cái cẳng, mình thấy cái nón của mình, à nó ai mà tốt quá vậy cả, lấy cầm lên để giỏ sách. Nhưng mà nếu mà mình trong một ngày mà mình hiểu biết được đó, cái nón này chính của mình nè, khoảng một năm rồi mình đi cái đường này nè, gió bay cái nón này bây giờ mình lượm lại, mình có cái nón mình nó rách cái quai, nó bị mối ăn hay là nó bị cái gì đó, thì mình tiếc thân mua cái nón này $100 là bây giờ về mình sử dụng lại. Chải, chuốt, rửa, giặt sạch sẽ, kết quai rồi lại của mình đó. Con này mình nắm trong tay rồi, mình về mình dở ra coi, thôi cái nón này thấy vậy chứ đâu có quý gì đâu, thôi dục đi. Chính mình quăng dục cái của báo của mình mà mình đổ $100 mình mua. Xin kính thưa quý vị, đó là cái lý mình phải nhớ, mình phải nhìn nhận cái tội của mình làm nhỏ, cái lỗi còn nhỏ hơn nữa, nhưng từ 10 cái lỗi nó kết thành cái tội như thế. Nói cái nhỏ nhặt đi, ví dụ mình đi vô con, mình lấy gạo đi, nó đổ 2-3 hộp thôi, cái mình phủi mình cho nó vô con kẹp, 10 ngày nó bao nhiêu hộp, rồi 1 năm nó bao nhiêu hộp gạo đó, nó sẽ tích tụ thành nửa lon gạo hoặc là một nắm gạo, thì cái đó là cái tội lỗi hay sao đây? 2 hộp cũng kiếm lượm lên, 3 hộp cũng kiếm lượm lên. Việc tu đạo của chúng ta nếu mà nói sơ sót, sám hối liền, sám hối dưng với cuộc đời của mình mà mình đang lừng chừng, đang không có người nào hiểu gì hết. Rồi mình nhiều chứng bệnh ở trong người, xin cái thứ quý vị, anh em của mình bên Phật giáo xin quan hỷ từ bi cho một người bần sĩ không đầy đủ những gì để nói chuyện đạo, không đầy đủ, nói là nói, còn nghe hay không mặc tình quý vị nghe, và tin hay không mặc tình quý vị tin, thì không bắt buộc được quý vị, không lấy cái cớ nào mà bắt buộc ta phải tin, mà không lấy cái chính sách nào mà ruồng bỏ người ta, bắt lỗi người ta, không có. Tự quý vị thì bần sĩ hôm nay cũng xài kinh vô tự, có nghĩa là không có kinh. Những việc tu hành của mình quá trật, mà hằng ngày mình quên mình đi, mình giỡn với cái bóng, mà chính mình là hình, mình không soi lại mình giỡn với cái bóng, có nghĩa là ảo tưởng, quyển hoặc không, không có cái gì thật hết. Như bây giờ thầy con ở bên nước Úc đó, bây giờ con muốn đi Canada, con muốn đi du lịch cái nước này này cái nọ, đăng lên này kia, thấy nó buồn mà nó bất cứ cười, để làm gì? Đi đó rồi mình có đem cái miếng đi đó, cái hình học đi đó về mình trồng ở trong cái tâm mình không? Ha, mình trồng đó rồi mình ước mơ đi nữa cho tốn phí, phí phạm tiền bạc của một người biết tu rồi mà còn hớn hở ham vui. Xin cái thưa quý vị, nếu anh em cư sĩ, chứ không nói dám nói tu sĩ ta ở chùa rồi, thì xin dừng bước lại, đừng đi du lịch uổng tiền phí phạm mà mình không có được gì hết. Mình được cặp mắt đem nó về cho nó đi theo mình, thấy cái cảnh đó tốt quá, trời ơi, rồi mình bắt chước theo đó một ít khía cạnh nào, đó là cuộc trò chơi vô cớ. Mà mình phải đi du lịch ở nước cực lạc A Di Đà Tây Phương, mình chịu khó ngồi một chút, tắm rửa sạch sẽ, không đợi mặc đồ gì hết à. Du lịch ở Tây Phương cực lạc không đợi, mình ở trần cũng được nữa, mình che cái khố gì ở trong cái phòng mình cũng được, ở trong cái ghế nào cũng được, miếng giường nào cũng được. Xin cái thưa quý vị, thì mình sẽ bắt đầu đăng ký rồi đó, mình đi, mình du lịch Tây Phương, mình du lịch Tây Phương, mình có đủ cái cuồng phim mà mình thu hình lại đó. A Di Đà có nè, nếu A Di Đà họ ở cảnh Tây Phương không có đâu, ở chỗ khác.
Ngài muốn băng qua Tây phương, băng qua chỗ nào, mười phương Ngài muốn đi phương nào cũng được hết. Rồi Ngài chứng minh cho mình được trở lại nước Tây phương, vì chỗ đó là cái công ty của họ mở cửa. Họ cho công nhân của họ rồi họ đi về công ty khác chứ, hay là chỗ ở họ chứ, chứ họ đâu có ở Tây phương đâu, đúng không? Vậy đó, nhiều cái nhà giàu mà, Phật giàu mà, chỗ này chỗ này chỗ này chỗ này, mười phương chư Phật, Nam mô mười phương chư Phật. Nguyện mười phương là nguyện quá lớn. Phương một ở đâu, phương hai ở đâu, mà tới mười phương đó ở đâu, phương nào cũng hằng hà sa số Phật, có đúng không? Chúng sanh lẹo mép lắm. Mình nghe nguyện là nguyện à, chứ không có đúng, không nguyện gì hết á. Mà giờ con sẽ phát nguyện tu tâm, con theo dõi cái tâm của con là một cái lò sưởi, một cái lò ấm áp, một cái lò để con làm vàng làm bạc, nấu nướng cái gì đó. Cái lò này con sẽ nung nấu tinh thần, con cúng dâng cho Phật món ăn. Đặc biệt cái lò của con đang nung nấu, con nhóm lửa hồng lên để ấm áp cả tấm lòng của con người, không có rợn ốc, không có lạnh tẻo, không có gì hết. Xin kính thưa quý vị, để nấu món ăn cúng Phật, đi lên tơn vô bằng cái áo rách rưới, đứng dựa Phật, con xin cúng dường Phật thân tâm con thường an lạc. Vì mình thường thiệt, lúc nào mình cũng thường an lạc, chỉ có trong một ngày đó mà mình nấu biết mấy món ăn mình đem dừng cúng Phật, ông Phật ông cười liền. Vì mình có cái lò nấu ở trong cái này nè, trong cái tâm của mình. Rồi có cái chùa, rồi có bàn thờ của Thượng Đế, của tất cả các vị. Mình muốn trưng bày ra thờ chi thì mình sẽ thành lập. Trong cái nước cực lạc của chúng ta ở đâu? Ở đây. Màn ảnh, địa ảnh, tất cả đều quy trách nhiệm về mình hết. Xấu xí đau khổ này kia nọ, đừng có đứng mét, đừng như vậy mắc cỡ lắm á. Mà tồi bại, phải vươn lên đi đâu anh em, để gặp Phật mới anh em, gặp trời mới, gặp chiếc tàu vũ trụ mới, mình sẽ đi xuyên qua. Cũng như là máy siêu âm bây giờ nó dám rọi xuyên qua cái cây, nó biết trong cây đó có cái ruột cây đó, cái gì đó. Người tu siêu siêu màu siêu đẳng nha. Rồi dạ thưa tôi, con ngồi con niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Có một cái vị đó thầy Lợi Tịnh Xá, thầy bắt gặp tụng kinh quý vị không thể nghe được, bất rang nổ còn thua vị đó tụng đó. Mà niệm cũng vậy, máy để vậy nè, lên cái nghe được nó rồi. Trời ơi, nè tụng kinh ai nghe, thầy xin hỏi. Mình nghe. Mình nghe. Mà mình nói nãy giờ như bắp rang, mình có nghe được không? Không được thì đừng tụng nữa. Đừng múa rìu qua mắt thợ. Cũng như ở đây một cái lò, các vị là ở đây cái đứng nói thơ nói lý đâu. Đừng, đừng con. Nhưng mà thầy để có nó làm gì? Nó múa rìu. Múa gì nhà múa. Cái sân khấu này của các cấp cải lương đại nhất, cái bằng đệ nhất rồi đó, đừng lên đó mà múa, đi về nhà múa. Còn thầy không phải không cho quý vị nói, đi về nó cái khóm của mình, khóm nghèo khóm giàu của mình, tất cả các vị mà rủ đi non đi núi đó, mình về mình cứ đem hết ra mình nói chuyện với họ, vì cái lớp đó của mình. Còn ở đây là cái lớp này là lớp gì không nên, thấy chưa? Nghe vô không được cái lỗ tai thì làm sao? Ít nói kể từ đây, lọc lông lọc lượng tiếng nói cho đúng. Mình phải lượng Phật. Bây giờ con xin ngồi đây con lượng Phật. Chỉ thở thôi. Nếu nhịp tim tất cả các quý đạo anh em mình còn nhịp tim còn thở thì nơi đó còn có Phật. Vì hơi thở là sức sống. Hơi thở của mình mà chính Phật đã cho mình mà ban cho mình cái hơi thở để tu. Mà mình nói đạo quên thở.
Đạo nó ra ngoài hết, nó ở bên trong. Có vàng tiền mà đem ra khoe, cất chỉ người này người kia vàng giả đó, vàng mà nó gì đó, nó mã đó, nha. Vàng thiệt ta đem ta cất kỹ. Sự tu đạo kể từ đây sắp tới, mình lơ mơ nó giật đó. Nó không có tài. Tại sao? Tại sao chiếc áo cà sa của Tam Tạng đi thỉnh kinh Tề Thiên lẻo mép, khoe khuya thì nó sẽ trộm ra lấy. Nếu lấy cái áo này được thì nó là làm Phật tổ. Cái áo mà làm gì? Nhưng mà nó phải cướp thôi. Kỳ này ma ba từng nó ở trong nhà quý vị, nó là vợ con, chồng, anh em, cháu ngoại, cháu nội, tất cả các vị đều là ma ba từng hết nha. Chuẩn bị nha. Dạ, con đấy chứ. Con nhưng mà ngày qua nó dạ thưa mình, bữa nay nó nói sao? Bà nói sao? Là ma đó. Còn nó trả lời, mẹ nói sao con không nghe rõ, là của mình đó, là của Phật đó. Phân biệt cho quý vị nghe. Cái đứa mà nó đi chợ đó nha, nói đây nói sẽ hết, chỉ trong một ngày mà. Cái đứa mà nó đi chợ sáng, mẹ nè con đi chợ đi. Rồi thôi mẹ đừng có đưa tiền. Con có là của con, của mẹ là của mẹ, nhận. Dạ. Nó nhận rồi xong nó mua về, nó kê khai tài chánh, công khai tài chánh nha. Nó đưa lên, mẹ con mua nhiêu đây, còn 20 xu nè mẹ. Đưa làm chi vậy? Đừng hỏi cái đó, 20 xu cũng đưa cho mẹ. Đây là số tiền của mẹ. Nó rõ ràng, việc gì cũng vậy, từ phàm tới thánh tới tiên tới Phật, chứ không phải hầm bà lằng sắn cầu nấu canh tập tàng đó. Rồi đến kết thúc đời nay mai gặp ông Di Lạc đó, tân dân tới, ta lựa tiễn con người siêu lắm quý vị. Nước nào nó cũng về đây cho mình thấy hết rồi. Mỹ, Úc, Châu, Canada, Hà Lan, tất cả các nước, Nhật Bản, tất cả. Mình đừng khi dễ nó. Nó đang tu quyết liệt đó quý vị. Nó ở trong cái trứng, nó ở trong quả địa cầu, nó ở trong một cái lò sưởi của Thượng Đế, nó ở trong một cái chiếc thuyền. Nó sẽ biết hết. Nó không biết sao nó ra những cái máy móc tối tân hơn mình, trường lớp của nó, thì nó tu hơn mình rồi đó, chứ không phải tầm thường đó. Nhưng nó có cái tu khác. Bên nào thì Thánh A-la Mohammed, bên nào Đức Chúa Mê-xu-rít, bên nào bên Phật, nó biết bao nhiêu cái mối đạo. Nhưng mối đạo nào nó cũng trở về La Mã, trở về nơi cội lành của Đức Phật, Đức Ngài. Mà chỉ có Đức Phật được tồn tại trong thế giới bao la khắp toàn hết trơn. Ngài có thể là Ngài quan sát bằng cái tinh hoa của Ngài khắp hết tất cả, mà mình thì không biết gì hết. Chỉ đây xuống kia là quên rồi, đây xuống đó đó là nghĩ gì. Mình bị cái gì, mình phải tìm ra mục đích. Tại sao? Cái tâm tôi tại sao tôi phải bị? Hỏi cô bị gì? Dạ tôi bị tâm thần, mẹ tôi bị tâm thần. Chết rồi. Thần đó là thần gì đó? Thần tiền, thần ma, thần quỷ nó én đó. Còn nếu mà thần khí mình đầy đủ đó, thì đây phong thần sẽ mở, kỳ ba đại hội sẽ mở, đăng tiễn nhân tài để lập đại phong thần kỳ cho quý vị. Nếu quý vị có tên rồi, khỏi có phải gì, người ta theo dõi, ta hộ quý vị phải làm đúng, không nói dối, không nói dốc, không lo làng sự hy sinh của mình. Kể từ bữa nay thầy cũng rút kinh nghiệm, thầy phải tu hơn trò. Có đúng không? Để coi cho nó được, để cho nó khấn khích, để cho nó liên quan mật thiết cho đến trời Phật. Chứ đừng có để là nói được không làm được, nó không có liên quan mật thiết tới quý vị đó đâu. Thì mình cũng chả có một cái gì ở trong tay, chả có một cái gì cái tâm mình, chả có cái gì dính miếng thịt mình hay dính ở chỗ nào, không có gì hết. Biết rằng thân cát bụi, Đức Phật còn nhập diệt, nhập diệt khác, chết nhũng não khác, chết dịch khác, chết ôn khác, chết này khác, ai cũng chết, cái chết.
Rồi trong cái chết đó ai về đâu? Họ sẽ về với cái dũng bùn, họ sẽ về lấp trong cái kho bẩn. Rồi họ sẽ rơi xuống chỗ nào, lọc bao nhiêu ngàn năm họ mới được xuống địa ngục, chứ không phải được đâu. Họ ra tro cho bụi, cát, hến, ốc, rong rêu, tất cả những cái đó nó mới xuống địa ngục. Địa ngục rồi bao nhiêu trăm ngàn năm mới trở lên được con thú. Con thú gì? Hả? Thượng cầm hạ thú rồi mới tới con người. Mà ngày nay có một ngày làm con người mà mình làm được hay sao đây? Xin kính thưa quý vị, lời nói này xin kính tặng trong và ngoài. Anh em nào đừng buồn, hoan hỷ cho bần sĩ không biết gì hết. Bình luận chưa dám kết luận. Chỉ trong một ngày quý vị phải ráng. Một ngày đó danh dự uy tín, một ngày đó sống chết, một ngày đó là tiên Phật, một ngày đó là quỷ ma yêu quái, tự chọn. Một ngày thôi, ráng ngồi thở đi. Từ sớm mơ tới chiều, trong hơi thở đó chúng ta sẽ điều hơi thở làm gì? Điều hơi thở là tư tưởng, hơi thở tư tưởng là linh hồn. Mình điều nó coi nó làm gì. Bữa nay ra ngoài giường này mát mẻ quá, nhìn cái cây, nhìn cái cỏ, nhìn cái này kia mát mẻ quá. Nhìn cái cỏ này mà nghe văn vẳng, tiền ở đằng kia nợ nè, đâm thê chém mướn nè, không được đó. Chỉ có một ngày mà quý vị lụi ở đâu, trốn ở đâu, chui chỗ nào? Hay là quý vị sẽ phóng ra cho người ta nắm như vậy đó. Đó nha. Trong một ngày quản lý mình, mình quản lý mình trong một ngày, rồi mình đưa mình về cực lạc Tây Phương, hay là mình đưa mình về qua bên bờ bến giác, hay là như thế nào là tùy quý vị. Tùy tâm nha. Tùy cái sự ý thức của mình. Vì mình đã tỉnh rồi nha. Mình đã tỉnh rồi, mình phải dùng cái ngoan ngoãn của con người của mình, trí thức nè, thần thức nè, tâm thức nè, thấy chưa, thức dậy hết trơn rồi đó, đâu có ngủ nữa. Bao nhiêu năm qua, bây giờ bần sĩ đất hàng cổ rồi, lớn tuổi già rồi, nhưng mà nó đâu có nói già. Phật nói không có già. Ở trong cái sổ sách, ở trong cái mà thì được sứ xuống đây đó, không có nói già. Mà quý vị cũng không có già, không trẻ mà không già, không giàu, không nghèo, không có cái gì hết à. Đó như thế, tại mình muốn có thì mình sẽ tạo, mình gắn liền cái có đó cho mình nhìn, cho mình sụp vô đó chơi, chứ không có cái có. Anh em phải ráng tu tập. Cái tu tập này nó bổ khuyết vào cái bổ khuyết chân kinh của mình, bổ khuyết tâm kinh, bổ khuyết tâm tai, bổ khuyết. Mình đã khuyết điểm, mình nghe rồi, mình bối bổ lại. Tu bổ, ăn không có bổ. Ăn món ăn gì cũng được. Khi ta đã biến một thiên, biến dạng quá kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, dạng ba ngũ hành. Mình ăn rau, nhưng mà mình tưởng món ăn đặc biệt của mình vậy. Đó, thấy chưa, nó bồi dưỡng. Con bò, con trâu ăn nhiều, ăn cỏ gì, nó được ăn cỏ non không? Ăn cỏ già, ăn sơ sát cây đọt, nhưng mà nó một tấn mấy, hai tấn kìa. Đó vậy. Tại sao? Cố gắng đi để trở về phục hồi tân dân gặp Phật, để mình có ánh sáng chói lòa. Mình là bậc tiên bang, ăn rau ăn cải trần gian, để rồi mình tích tịch tình tán trở về. Tốt lắm đó. Đừng say mê vật chất. Mình đừng có ăn thú cầm nhiều rồi mình mất tình ba. Về đi đệ tử của ta, hay là của Phật tại nhà hiền nhân. Phải cố gắng để chuyên cần học đạo, đêm canh khuya thầy lục lao hằng giờ. Đặng khai đuốc trời, đặng thầy ra phú thi thơ, đặng cho đạo kịp giờ tu tình. Cây cột đồng lớn sao trò không dình,
để dính ngọn cỏ ở bên lề rồi mình rớt xuống hay sao? Về đi tính giấc chim bao, thầy ngồi đang bình tĩnh đang chùi lão cho trò, đang cố gắng đi mình được về thế giới tự do. Vì ai mình được về hả đạo? Nhờ ông đò đưa qua. Hôm nay ông không còn trẻ mà ông đã già. Ông nói ta không còn hát bản nhàn cả như ngày. Ông biết cuộc đời này lợt rồi phai, rồi tàn, rồi rủi, ngày mai khó nhìn. Con người tốt đó mà giờ họ làm cho tàn phai ánh sắc thành quỷ ma tinh. Cho nay nhìn không được là mình làm sao nhìn cho được mình là một người đạo. Dù cho sống bủa ba đào bùng sình có lóc ngạt nào cũng dẹt ra. Đó là hiện thực người ta, đó là mình tiên với Phật ở cùng Nga nghe trò. Viên ngọc quý đó, đừng có lo nó có rớt. Bao nhiêu năm tháng chìm có hao hức thâm sâu, bao nhiêu tháng kia mình móc được, giờ hầu xét ra ngọc thì ngọc đâu là ngọc. Đêm chùi sáng chớ đâu cực nhọc, ngọc là ngọc của trời rồi, trò hiểu lại hay không? Dù ta thiệt thế công đông, tâm mình bị rời rợt tại không kiên trì. Ráng tu tình đừng có nghĩ si giặc dụng. Ở chỗ phàm này nè, mình chung đụng bớt trò. Tại sao con không sống liệu chiều lo thương thầy tổ, đưa mình chiếc đò qua bể ai? Ngài nói ở đây cũng nguyện cầu khẩn giai, đâu phải tự nói một mình cho trai gái này thôi. Về đi thanh tịnh mình ngồi, một ngày chịu quả nó nhồi hết trơn. Đang cố gắng đừng có tu như phết sơn bóng láng, mà khó ba bốn cái rồi đó nó không xứng đáng là gì hết rồi. Cây to bự thế để chi, mỗi ăn mọt đục mà đông làm chi tu thờ. Ráng cố tu, hiện giờ trễ lắm. Dù tài ba mà mặc áo gấm thiêu qua, thầy thức cười tiếng sấm nổ ra, lùa hết thải ra bãi xa mà mạc hà. Rừng lửa cháy đốt đi thiên hà, còn nước cuốn trôi rồi quý giá được hay không? Chợ đi bớ bớ đau đông, thầy đâu có nói tấm lòng dạ mang. Nói phải có, phải rõ ràng như cắt, nói thiệt tình chứ đâu có mở mắt với chúng sanh. Nói để khuyên mà, để giác đạo cho người lành. Nói làm tốt cho chị anh nhìn gương đó. Gương quá tỏ mà mình lại bỏ, mình nhìn chi bạc bó với tiền muôn. Cứ vào chùa nghe tiếng mõ tiếng chuông, làm cho hỡi mình buồn thấp dòng. Mình tu tính không nên mơ mộng, cũng không có trưng bày mà thất vọng gì đâu. Miệt mài thức dậy canh thâu, vào kia mãi mãi thì âu bén liền. Cố gắng tu từ dữ tới hiền, từ đời mình sang đạo mà. Từ của tiền giàu sang, mình tu mình biết lân bang. Mình tu mình biết kẻ vợ gian thế nào. Đem tiền bạc không có sốc xào thua lỗ, đem để cho, để bối bộ chúng sanh. Vì chúng ta đã bước được trên đường lành, thì tiền với bạc này không có đấu tranh giành giật nữa. Có để ta chờ khi chữa lửa, để cứu quả cho mình trong một bữa bệnh đau. Mình còn xác thịt ngày nào,
con tái phàm mình phải chịu chút hao nghe trò, đâu có gì đâu mà mình phải lo. Không học đạo mà muốn giàu to đức rồng, không biết tội lỗi mà mình còn mơ mộng, làm sao mình thành được mà nghinh chống nay mai. Về đi thầy sói đá trong gai, lúc nào thì cũng khô ngày mai rồi hồi. Tội nghiệp ông lão lắm đó, ông bơi chiếc đò, ông qua mấy lượt ông ngồi buồn hiu rồ rồ, chí chưa bồi hồi ngóng trông. Ta mới lời hỏi, vậy ông đò kia rách rưới sao ông còn chờ? Ông nói cái tình thương đạo vô bờ vô bến, tình thương dân ta mới đến đợi phút cùng. Thấy cuộc đời chưa được hòa chung nên ông lão còn khùng còn đợi nữa. Ta mới hỏi, đã nói đến trời nghiêng đất ngửa, ông ngồi đây nhiều bữa làm sao? Ông nói nguyện cầu trên đấng trời cao, có thiêu có quỷ cũng chưa nào hiền lương. Nghe thế đó đó thì bần sĩ mới hết gió sương dài dàng. Vậy thì ông ngồi đây rồi chờ chim nhạn bay xa, con đây ở cõi ta bà, con vì ba tánh những cánh mù xa án rồi. Cảnh thế khổ đó, đang bồi hồi biết mấy, chỉ người ta không tường mà không thấy lại cãi trời. Ngay bây giờ đó khổ ông ơi, do ba tánh bị thời trừng phạt. Hãy nói kinh kệ hay hiền lương thì nổ nẹt, bất chấp trên đời này vì một mạt tới nơi, thì thấy kia nó phải phơi biển hồ lội lặng cá thời không ăn. Đây sắp tới chưa tròn trăng nó chết hết, thấy mà buồn mà mê mệt lắm rồi. Cảnh phong ba bị quả nó nhồi, sự báo ứng tới rồi không biết kề. Nói giữ đạo thầy đang đổ lệ, nói dơ trò đâu chính bệ cao xa. Nói gần rồi lại nói xa, nói rằng ta còn ở ta bà ráng tu. Có một ngày đạo ráng đi tạo cảnh ngáo du, tạo một niềm mê hiền hấu để tu. Thầy mừng rằng cố gắng đi, từ rừng quá biển ráng cố làm để cầu nguyện nghe không. Đêm tịnh tu giác đạo chớ mê hồn, phải cố gắng đừng bôn chôn bị hoài. Đêm thanh tịnh thầy ngồi lại bái dạy, học trò ấy lại không nghe. Bây giờ như chiếc màn the ráng mà tu tịnh rồi nghe thầy truyền. Mở mắt ra để tiếp tục, thầy nói liên miên, nói câu văn tự, nói ở hoàng thiên lâm phàm. Đâu có cực khổ gì, mình ngồi đây đi, để mình hầu Phật cũng như hầu bậc Cồ Đàm. Ở trên say xuống thầy phải làm việc tiên, chớ đâu có phải khùng yên, nói hoài nói mãi mà trần không kiến lại về. Sự thế khổ tớ đây nè, không kịp trở, phải ngồi thuyền để đem trí nhớ lại gần bên. Trí huệ dư ta rọi khắp mọi bên, xem ký ức xem trong nền nho đào. Đêm thanh tịnh làm sao mình tránh đi hung bạo, chỉ tham thiền mình lục đạo bên trong. Rồi người có đến gần hông, có chém ta rỡ rớt thì trong lòng không nguyên.
thiền tu ta đã về thì ngồi thiền về cực lạc A Di Phật chờ. Chỉ có thiền đạo tu mới rời bờ bên ấy. Chúng con tu ỷ lại không nên, lúc nào đâu cũng phải rỉ rên xin Phật độ, cũng như ăn mài xin tiền của. Còn tâm của mình lúc nào cũng mài dũa, ráng nghe trò tài của do tăng. Có hồ, có nước ma ha, có ngài Bồ Tát là ta trong lòng. Mình muốn tắm nước đục, mình muốn tắm nước trong. Đây là hai dòng nước trong lòng lửa đi. Nam mô hay chữ từ bi, lại cầu Phật độ cho trần ni nhẹ nhàng. Phải cố gắng đi các hàng cư sĩ. Thầy nói hôm nay thầy chỉ cho trò. Mấy tuần hoàng này đã tiêu diệt chớ nên lo, đang chờ đợi nằm có rồi chết. Có một ngày mình không có hết, mình giác ngộ lại tu hành rồi mê mệt cảnh trần gian. Đi nằm đứng lại cùng than, than rằng ta ở tận bên An Giang xa vời. Tỉnh đi con, thầy đang cứu đời con đó. Thầy không có chỉ vàng chỉ bạc bó đâu đâu, chỉ Di Đà. Con niệm sáu câu chỉ cho biết rồi âu tình đồ. Có một ngày giữ căn giữ số, ráng con khờ vì thầy bóc lộ thiên cơ. Mau tu đừng để chờ giờ, nước kia sắp đã tràn bờ không hay. Ráng sửa đổi đi. Ân của thầy, công của đạo, ráng đi trò tay thảo bút nghiêng. Thầy nói thầy giả điếc giả điên, trò ngoan ngoãn, trò ngoan ngoãn, thầy khuyên phải hiểu. Thơ thì gửi là bài dụng biểu, coi rồi học hành nhiều, nhiều điều nghe chưa. Trời đã sắp hơi cơn mưa, mưa tàn nước ngấy lã rồi tỉnh chưa. Ông thầy chưa tỉnh đâu con, máy thiên tạo còn chuyển xây quá gấp. Khắp hoàn cầu thắt ngặt nguy cơ, đi tới đâu dân chúng đợi chờ chờ rồi chết ở bên bờ ven biển. Như thế đó tấm không cầu nguyện, cứ lưỡng theo đời rồi bịa chuyện ác gian. Tình cơn ác mộng kinh hoàng, đây rồi nó tới đừng lựng bàn làm chi. Đó là lời thầy bình luận để trao đổi cùng với tất cả quý vị. Mà quý vị có thấy thầy có được khỏe mạnh không? Không. Nhưng mà được có, không bệnh, không đau, không gì hết. Vì cái bệnh hay đau đâu có với thầy đâu, đâu có cái gì mà thầy phải quan tâm với nó, phải chú ý tới nó, kệ nó, tới đâu hay tới đó. Bệnh mà không bệnh, đau mà không đau, như thế nào thì tùy mình để trăn trở, để xử lý nó. Bây giờ mình la lên, mình làm gì đây? Mình ốm, mình mập, mình đen, mình đúa, mình trắng, mình đẹp, để làm gì? Để làm gì? Để gió thấy, để mưa tạt, để nắng gọi, phải không? Đó, như vậy là đâu có cái gì là mình của mình ở đâu nha. Thôi, thầy xin tạm.